MC xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào mừng quý vị khán giả quay lại với bản tin 24 giờ hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như tình hình lũ lụt trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục đón nhận tin đau buồn khi hôm qua con đập lớn nhất thế giới của Trung Quốc bị rất nhiều các nước trên thế giới đe dọa cho phóng tên lửa và dội bom phá nát con đập sang phẳng Bắc Kinh và các tỉnh thành của Trung Quốc bởi vì họ nói rằng Trung Quốc đang bị trừng trị. Kính thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, hôm qua Mỹ, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ và một số nước trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu ra tuyên bố sẽ hợp sức lại với nhau để trừng trị Trung Quốc bởi vì chính Bắc Kinh đã để lại con virus Vũ Hán hay gọi là vũ khí sinh học đi lây lan ra khắp thế giới. Để bây giờ, thế giới đón nhận gần 150 triệu người nhiễm và hàng chục triệu người đã tử vong. Đây chính là tội ác và tội lỗi của Bắc Kinh. Chính vì vậy, thế giới cần phải ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên. Nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng vậy thế giới sẽ trừng phạt Trung Quốc như thế nào? Thì xin thưa với quý vị rằng, có rất nhiều cách ra tay trừng trị Trung Quốc. Nhưng làm sao để diệt được tận gốc cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình mà không làm ảnh hưởng tới người dân Trung Quốc vô tội thì đấy mới là một tính cách nhân đạo. Người ta cho rằng rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Triều Tiên, Nhật, Ấn Độ sẽ cho phóng tên lửa hoặc dội bom phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nhưng nếu như con đập lớn nhất của Trung Quốc mà vỡ, nó sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và khi đó người dân vô tội của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi. Thế thế thì không thể nào mà gọi là tính nhân đạo được. Chính vì vậy mà thế giới đang tìm cách để ra một phán quyết khác trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Phán quyết này vẫn chưa được tiết lộ. Theo các chuyên gia phân tích thì các nước không cần phóng tên lửa và dội bom con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc. Việc này hãy để mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng trị. Bởi vì mưa lũ ở Trung Quốc dường như vẫn đang tiếp tục xối xả. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong bản tin dự báo thời tiết nói rằng hiện tại mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang hết sức quan ngại bởi vì những cơn mưa to và rất to vẫn đang trút hàng triệu mét khối nước từ trên trời rơi xuống đập Tam Hiệp khiến cho mực nước tại nơi đây vượt mức báo động đỏ tới 10 mét. Những ngôi nhà cao 5 đến 7 tầng bây giờ đã ngập tới tầng trên cùng. Hiện tại, tình hình Trung Quốc đang hết sức khó khăn. Ngày hôm nay, Trung Quốc cần tiếp tục đón nhận một tin cho là vô cùng đen tối khi một điểm báo nói rằng Trung Quốc sắp bị diệt vong. Điểm báo đó được các trang mạng của Trung Quốc như TikTok và WeChat đã đăng tải những đoạn video cho biết những con cá hay những đàn châu chấu bay lượn khắp bầu trời của Trung Quốc. Ngoài ra, những đám mây đen xì vẫn đang hoành hành tại 28 tỉnh thành phía Nam, phía Tây của Trung Quốc, gây ra những trận lụt nghiêm trọng. Điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa và người dân vẫn bị cô lập. Rất nhiều trường học, bệnh viện của Trung Quốc phải niêm phong. Đứng trước tình cảnh đó, cơ quan báo động động đất sóng thần quốc gia Trung Quốc nói rằng trong 2 ngày nữa, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu một trận động đất kinh hoàng ở thành phố Vũ Hán. Và nếu như trận động đất này xảy ra với cường độ mạnh thì nhiều khả năng chân móng của con đập Tam Hiệp sẽ không chịu nổi và nó ắt sẽ phải vỡ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là sẽ bị vùi dập và đó là một tin cực kỳ đau buồn cho phía Trung Quốc. Nhưng lại là tin vui cho thế giới bởi vì thế giới nói rằng Trung Quốc mà diệt vong thì hành tinh này mới được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng các nhà tiên tri dự đoán rất đúng. Năm 2021 và 2022 là những năm tồi tệ nhất đối với phía Trung Quốc. Các nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới còn dự báo cuối năm 2023 Trung Quốc còn đón nhận nhiều tin đau buồn hơn nữa. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới khi hôm qua tờ báo quốc tế cho biết con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc sắp bị vỡ, nhưng quân đội của chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem rất nhiều binh lính đi ra xây dựng các hòn đảo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh còn đem quân, đem xe tăng cùng rất nhiều vũ khí cung cấp cho các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh đang xây dựng trên đất của Campuchia, hòng khống chế khu vực Đông Nam Á và thách thức thế giới. Trong những năm vừa qua, rất nhiều tờ báo quốc tế, đặc biệt là tờ báo của Mỹ mang tên BBC News, nói rằng Campuchia đã cấp cho Trung Quốc rất nhiều lô đất đẹp để Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự. Tờ báo của Mỹ cho biết chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng một sân bay trong một khu rừng rậm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 70 km về phía đông. Hiện tại thì sân bay này đã xây dựng được 70% và nhiều khả năng cuối năm 2023 sân bay này sẽ đi vào hoạt động và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Đông Nam Á. Được biết, trong 5 năm trở lại đây,
chính quyền Thủ tướng Hun Sen của Campuchia rất thân cận với chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho biết, ông Hun Sen đã sang Bắc Kinh 6 lần để hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Năm 2023, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã bay một chuyến bay từ Phnom Penh sang thủ đô Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến về các vấn đề quan trọng giữa hai nước. Người ta cho biết Campuchia đang là cánh tay sai đắc lực của Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đã bơm một lượng tiền khá lớn cho Thủ tướng ông Hun Sen để xây dựng điện đường trường trạm. Đổi lại, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen sẽ cung cấp cho Trung Quốc rất nhiều vị trí đất đắc địa trên đất của Campuchia để cho Trung Quốc đại lục xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng cũng như xây dựng khu đô thị người Hoa. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như Campuchia không cẩn thận thì nhiều khả năng đất nước xinh đẹp chùa tháp này sẽ thuộc về tay Bắc Kinh. Khi đó, âm mưu thủ đoạn của ông Tập Cận Bình sẽ trở thành hiện thực và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng lòng tham của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình là vô cùng quan ngại. Trong những tháng vừa qua, dịch bệnh Covid-19 tàn phá nhiều nước trên thế giới, nhưng chính quyền của ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi xâm chiếm lãnh thổ của Triều Tiên, của Ấn Độ. Ngoài ra, ông còn đang âm mưu xâm chiếm rất nhiều mảnh đất đẹp trên mảnh đất của Campuchia. Điều này đang gây ra rất nhiều mối quan ngại cho khối ASEAN và nhiều nước trên thế giới. Mỹ liên tục cảnh báo về việc Campuchia cấp đất cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết, Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia là người tham quyền cố vị. Bằng chứng rõ ràng nhất là tính đến thời điểm hiện tại, ông Hun Sen đã làm thủ tướng của đất nước chùa tháp tới 35 năm kể từ khi ông còn rất trẻ. Và đến bây giờ, ông đã 78 tuổi rồi, ông ta vẫn làm thủ tướng. Trong một bài phát biểu ở thủ đô Phnom Penh, ông sẽ nói rằng tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi nào sức khỏe không cho phép và tôi về hưu. Người con trai cả của tôi sẽ tiếp tục kế vị làm thủ tướng của đất nước chùa tháp xinh đẹp này. Tôi cam kết Campuchia sẽ lớn mạnh nhất khu vực Đông Nam Á cũng như là ở khu vực châu Á nếu như kết thân với cả phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Campuchia trong 2 năm trở lại đây được cho là rất thân thiết với Bắc Kinh. Bằng chứng rõ rệt nhất là quân đội của Campuchia đã nhận rất nhiều xe bọc thép, vũ khí cũng như là các chuyến xe quân đội của chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của Bắc Kinh đã cung cấp rất nhiều vũ khí tối tân hiện đại cho chính quyền Thủ tướng Hun Sen. Đổi lại, Campuchia sẽ lại tiếp tục cấp nhiều đất và rừng, sân bay, bến cảng cho Bắc Kinh để xây dựng các căn cứ quân sự. Campuchia nói rằng nếu như có sự hỗ trợ đắc lực của Trung Quốc thì đất nước chùa tháp này sẽ trở thành con rồng của châu Á. Kính thưa quý vị, có một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Campuchia đã mua rất nhiều vũ khí Trung Quốc, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Dù bác bỏ thông tin của báo Mỹ rằng Phnom Penh cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự, Thủ tướng Hun Sen lại vừa xác nhận nước ông mua hàng chục ngàn vũ khí Trung Quốc. Những chi tiết hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí từ Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài hôm sau khi Campuchia bác bỏ việc nước này có thỏa thuận bí mật, theo đó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Phát biểu trên Facebook khi đến thăm công trình xây dựng sân vận động của Phnom Penh, món quà Chủ tịch Tập Cận Bình ông Hun Sen nói rằng chỉ trong năm nay Campuchia đã chi 40 triệu USD mua thêm vũ khí từ Trung Quốc. Tôi đã ra lệnh mua hàng chục ngàn vũ khí bổ sung, ông Hun Sen nói, nhưng không giải thích là đã đặt mua các loại vũ khí nào. Nay, chúng đang được vận chuyển tới. Các hợp đồng trước đó đạt con số 290 triệu USD cho phép Campuchia dùng vũ khí Trung Quốc để hiện đại hóa quân sự. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.